Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Với nhiều fan hâm mộ Liên Minh huyền thoại trên toàn thế giới, bên cạnh sự kịch tính đến từ bảng A và C, thì giải đấu năm nay tương đối nhàm chán. Bởi lẽ ngay từ khi xuất hiện kết quả bốc thăm, người ta phần nào dự đoán được cục diện của bảng B, nơi Madam World Gaming không gặp bất kỳ khó khăn nào để có được ngôi đầu. Câu chuyện tương tự nằm ở bảng D, nơi Top Esports khép lại lượt đi với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó thì những cái tên được chờ đợi sẽ tạo nên bất ngờ như FlyQuest hay Unicorn of Love đều choáng ngợp trước các đối thủ mạnh. Về phần Dragon X thì họ cũng khiến cuộc đua ở bảng D trở nên hấp dẫn hơn một chút bằng những màn đấu võ mồm đỉnh cao trước khi bị chính Top Esports hạ gục. Và ngay bây giờ thì Mai Anh Tài sẽ cùng với các bạn nhìn sơ qua tình hình lực lượng của cả 4 đội trước khi giai đoạn lượt về diễn ra, và hãy chờ xem liệu bất ngờ có xảy ra không nhỉ. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Thứ nhất, Top Esports xứng đáng là chân mệnh thiên tử. Tại LPL mùa hè 2020, Top Esports chật vật vượt qua Jido Gaming để bước đến ngôi vượt. Tuy nhiên khi đến với chung kết thế giới 2020, Knight và đồng đội đã cho thấy sự trưởng thành và chắc chắn đến đáng sợ. Đó là lý do vì sao đoàn quân huấn luyện viên Crescent dẫn đầu bảng D với 3 trận toàn thắng. Như thường lệ thì Top Esports vẫn duy trì lối đánh nhanh, chủ động và sẵn sàng áp đảo đối thủ bất cứ lúc nào. Thậm chí đại diện của LPL còn cho thấy sự đa dạng trong chiến thuật. Đáng chú ý là Knight từng mang Nocturne ra khu vực đường giữa để giúp cho đội nhà giành được lợi thế. Và rõ ràng là bên cạnh Damwon Gaming thì Top Esports đang được đánh giá là một trong những cử viên cho chức vô địch. Sở hữu dàn tuyển thủ với kỹ năng cá nhân cực cao cùng với phong cách chơi hủy diệt đối thủ, Top Esports gần như khắc chế hoàn toàn lối đánh du ngủ vốn đã trở thành thương hiệu của các đội tuyển Hàn Quốc. Còn nhớ trong trận đấu giữa Top Esports và Dragon X, hai đội tuyển đã cống hiến một trận đấu sôi nổi, không ngần ngại tổ chức tấn công đối phương. Dragon X là đội có được lợi thế đầu trận, nhưng vấp phải khả năng tạo đột biến mạnh mẽ của các nhân tố quan trọng bên phía Top Esports, và điều Dragon X không mong muốn đã xảy ra. Sau nhiều pha trao đổi hòa mục tiêu, Top Esports đã mở một đợt tấn công ở đường giữa, hạ gục 4 thành viên của Dragon X. Senna của Jackie Love với 4 trang bị sát thương khiến các chủ lực của Dragon X bay màu chỉ trong vòng 3 đến 4 phát bắn thường. Với trận thắng đó, Top đã bổ sung vào danh sách bại tướng tất cả các đại diện mạnh nhất của LCK, bao gồm T1, Genji, Damwon Gaming, Dragon X tính từ Mid-Season Cup 2020 cho đến vòng bảng chung kết thế giới. Tóm lại thì không có gì phải bàn cãi về sức mạnh của Top Esports. Nhờ đến kim vô địch Trung Quốc, họ đã được đánh giá là đội tuyển mạnh nhất thế giới cùng phong độ hủy diệt. Ngoài quái nhân Knight ra, Top Esports đang sở hữu một lực lượng đáng gờm, đồng đều ở tất cả các đường. Trong đó ở khu vực đường trên, 369 nổi tiếng là tuyển thủ có khả năng tự lực cánh sinh, có sức chịu đựng tốt và luôn đóng góp tích cực cho các pha giao tranh tổng. Trong khi đó, Kasa tỏ ra quá kinh nghiệm khi từng chinh chiến tại Flashwolf và RNG. Thêm vào đó là chính sự xuất sắc đến lạnh lùng của Jackie Love đã giúp cho Top Esports giải quyết những trận đấu khó. Trước khi những trận đấu lượt về tại bảng D diễn ra, thì có lẽ vẫn không có ai tìm ra được điểm yếu thực sự của đội tuyển này. Chính vì vậy, họ đang là niềm hy vọng số 1 của Liên minh huyền thoại Trung Quốc trong hành trình bảo vệ chức vô địch ở lại khu vực này lần thứ 3 liên tiếp. Và đương nhiên ngôi đầu bảng D sẽ là nhiệm vụ không quá khó khăn. Thứ hai, liệu dòng xanh Dragon X có bay cao? Đối thủ cứng cựa nhất đối với Top Esports tại bảng D chắc chắn là Dragon X. Hạt giống số 2 Hàn Quốc mang đến chung kết thế giới năm nay một đội hình trẻ trung cùng trái tim nhiệt huyết không kém cạnh bất kỳ ai. Ngôi sao sáng nhất của bầy rồng xanh không ai khác ngoài đường giữa Chovy. Tuyển thủ trẻ tuổi ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong tư duy thi đấu, bể tướng đa dạng khi anh có thể đánh đầu hết mọi tướng hợp meta ở đường giữa. Tuy nhiên xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua, lối chơi của Dragon X phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Chovy. Nếu không có cựu sao Griffin, chẳng ai biết được đoàn quân của huấn luyện viên CV Max có thể giành vé dự chung kết thế giới 2020 hay không. Bởi lẽ Dev đã cho thấy dấu hiệu của việc bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Trong khi đó thì những Pyosik hay Keria vẫn còn tương đối non nớt và Doran chỉ có thể chơi ở mức tròn vai. Đó là cơ sở để tin rằng Dragon X khó lòng cạnh tranh ngôi vị nhất bảng cùng với một Top Esports hùng mạnh. Thậm chí nếu không có được sự tập trung cao độ, đội tuyển của Hàn Quốc có khả năng sẽ bị hai đối thủ còn lại gạt giò. Tóm lại, Dragon X được ví như Real Madrid của Liên minh huyền thoại khi sở hữu hàng loạt những ngôi sao ở tất cả các đường. Sức mạnh của họ đã được khẳng định khi đánh bại Genji ở vòng playoff LCK mùa hè để trở thành đại diện đầu tiên của Hàn Quốc đến với chung kết thế giới. Tuy nhiên, Dragon X
đang có những vấn đề hơi phụ thuộc vào Chovy. Những thành viên khác của Triple X sẽ cần phải nỗ lực thêm nhiều để giúp đại diện của Hàn Quốc tiến xa ở giải đấu năm nay. Ngoài ra thì mặc dù được đánh giá rất cao, tuy nhiên có thể thấy được khoảng cách khá lớn giữa Triple X và các đội có số má khác. Điển hình là ở trận chung kết LCK mùa hè 2020, Triple X đã để thua chóng vánh 0-3 trước Damwon Gaming. Thứ ba, FlyQuest và niềm hy vọng cuối cùng của Bắc Mỹ. Giống như trường hợp của Rogue ở bảng B, FlyQuest dường như đã sớm đặt vé máy bay về nước ngay khi kết quả bốc thăm chia bảng chung kết thế giới diễn ra. Nhất là khi bộ khung đội hình không có quá nhiều sức trẻ của FlyQuest cũng hạn chế khả năng gây bất ngờ từ họ. Tuy nhiên điểm mạnh nhất của FlyQuest vẫn hiện hữu, đó là kinh nghiệm thi đấu dày dặn từ tất cả các thành viên. Sự bổ sung nhân sự ở đường giữa với Power of Evil và hỗ trợ Igna trong mùa giải vừa qua đã giúp FlyQuest có một bước tiến vượt bậc ở sân chơi quốc nội. White Turtle và các đồng đội sẽ phải cần đến phép màu, bởi lẽ họ nằm trong một bảng đấu tương đối khó khăn với sự góp mặt của Dragon X và Top Esports. Tóm lại thì nhiều người đã nói vui rằng việc team Solomid và FlyQuest đi tới tận chung kết LCS mùa hè 2020 là minh chứng thấy khu vực Bắc Mỹ đã hết thời. Cả hai đều sở hữu cho mình những cái tên kỳ cựu gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại lâu năm, với TSM là Double Leaf và Berserker Sen. Trong khi đó thì toàn bộ đội hình của FlyQuest đều là những ngôi sao quen mặt đối với người hâm mộ. Già nhất trong số này là người đi đường trên solo, người năm nay đã bước sang tuổi 27. Trong khi đó thì White Turtle đã không còn xa lạ gì đối với khán giả thế giới. Những Igna và Power of Evil cũng đã gây bão một thời gian ở khu vực châu Âu trong áo của Misfits Gaming. Chính sự già cỗi trong đội hình, FlyQuest đã nhanh chóng bị ngợp trước thế trận vừa nhanh vừa đòi hỏi kỹ năng cao ở chung kết thế giới năm nay. Và dựa vào những cơ sở đó, sẽ không quá ngạc nhiên nếu niềm hy vọng còn lại của Bắc Mỹ sớm chia tay với vòng bảng. Thứ tư, Unicorn of Love bật chế độ gạt giò. Sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ cạnh tranh tại vòng khởi động để góp mặt ở vòng bảng chính thức chung kết thế giới, Unicorn of Love đã được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng tại giải đấu lần này. Tuy nhiên thì người tính không bằng trời tính, đại diện của khu vực CIS có chung cảnh ngộ với FlyQuest khi phải nằm cùng bảng với lại Top Esports Dragon X và được đánh giá là viên gạch lót đường. Tuy nhiên với một tâm lý thoải mái và tinh thần không còn gì để mất, thì biết đâu Unicorn of Love sẽ tạo nên bất ngờ trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng. Thậm chí chia sẻ trước giới truyền thông, Ahakik tin rằng anh và các đồng đội chỉ tham gia để cọ sát. Xem một cách tổng thể, Unicorn of Love hoàn toàn có khả năng làm nên địa chấn ở ngày thi đấu cuối cùng. Trường hợp của Top Esports có thể là ngọn núi quá cao so với những chú kỳ lân, tuy nhiên hai cái tên còn lại thì chưa chắc. Thời điểm này thì những trụ cột của họ như là Gaket hay là Norman đều đang có phong độ ổn định. Bên cạnh đó thì lối chơi công hiến, bể tướng và chiến thuật đa dạng là điều giúp cho Unicorn of Love có nhiều cổ động viên yêu mến. Thậm chí nếu có thể xử lý các biến số một cách bình tĩnh, đoàn quân của huấn luyện viên CP sẽ có thể là chướng ngại vật dành cho cả FlyQuest lẫn Triple X. Tóm lại thì đội hình siêu sao Đông Âu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong ngày thi đấu cuối cùng của bảng D. Thậm chí nhiều người đã gọi họ là hạt giống số 5 châu Âu, với những lựa chọn độc lạ khiến đối thủ bất ngờ. Dù vậy thì tỷ lệ giành vé đi tiếp vẫn khá thấp. Có thể kỳ lân tình yêu sẽ ngang cơ với FlyQuest và có thể ít nhất có một trận thắng tại bảng D. Như vậy, xét về phong độ cũng như là lực lượng, Top Esports có lẽ sẽ chắc suất nhất bảng và không gặp phải chướng ngại vật đáng kể nào. Trong khi đó thì Dragon X có thể cạnh tranh được với đại diện của nước chủ nhà hay không phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Chovy. Trên lý thuyết thì bộ đôi FlyQuest và Unicorn of Love vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên dựa trên tình hình thực tế gần như rất khó có kịch bản nào khác ở bảng D. Và vừa rồi là toàn bộ nhận định của Cà Phê Liên Minh về cơ hội của các đội tuyển ở giai đoạn lượt về bảng D chung kết thế giới 2020. Mặc dù biết rằng trong thể thao nói chung và eSports nói riêng, chúng ta không thể nói trước được quá nhiều điều, bởi vì chỉ khi nhà chính bị phá hủy thì tất cả mới biết được kết quả cuối cùng. Tuy nhiên rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì Top eSports và Dragon X quá vượt trội so với những cái tên còn lại. Do đó chắc chắn cuộc tái đấu giữa hai thế lực đến từ hai khu vực kình địch sẽ quyết định đến ngôi vị dẫn đầu. Cuối cùng sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.